Xin chào các bạn. Những quần đảo trên biển với vị trí đặc biệt luôn khiến các quốc gia thèm khát. Ở một nơi xa xôi trên biển Đại Tây Dương có một quần đảo rất đặc biệt với những sự thật kỳ lạ. Nhưng nó được biết đến nhiều nhất là bởi sự tranh chấp giữa Vương quốc Anh và Argentina. Thậm chí tranh chấp đã dẫn đến chiến tranh luôn. Tại sao nước Anh lại tranh chấp quyết liệt cho một quần đảo tận gần Nam Cực như thế này? Hòn đảo này có gì thú vị và đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Có lẽ với đa số các bạn, quần đảo mang tên Falkland còn là một vùng đất khá xa lạ. Ban đầu với mình cũng như vậy. Thực sự cũng khá băn khoăn, không biết làm thế nào để giữ các bạn ở lại với clip này từ đầu đến cuối. Nhưng tin mình đi, mảnh đất này sẽ cho các bạn rất nhiều điều thú vị. Một trong số đó xin được tiết lộ sớm, đó là tài năng đặc biệt của người dân nơi đây để một người có thể chăm sóc bình quân đến 150 con cừu. Hãy cùng nhau khám phá dần dần nhé. Trước tiên hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu sơ qua về quần đảo Falkland. Falkland là tên gọi theo Vương quốc Anh. Còn theo người Argentina thì quần đảo này có tên là Malvinas. Quần đảo này vẫn đang nằm trong sự tranh chấp giữa Argentina và Vương quốc Anh. Tranh chấp này đã xuất hiện từ lâu và đến giờ vẫn chưa được phân xử một cách rõ ràng. Một trong những hành động đáng chú ý nhất là cuộc đổ bộ của quân đội Argentina lên quần đảo này vào năm 1982. Nhưng sau đó 2 tháng, quân Anh đã tấn công và giành lại quyền kiểm soát. Cần phải biết rằng quần đảo này rất gần với Argentina, còn Vương quốc Anh thì tít ở châu Âu cơ. Trong một cuộc trưng cầu ý dân sau này được tổ chức vào năm 2013, gần như 100% dân số tại Falkland ủng hộ tiếp tục là lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh. Cũng dễ hiểu thôi, vì gần như toàn bộ dân số tại Falkland là những người gốc Anh đã di cư tới đây từ hơn 100 năm trước. Nhiều thế hệ người dân gốc Anh đã ở đây và định cư tại vùng đất này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chỉ bàn như vậy thôi về những tranh chấp giữa Anh và Argentina. Quần đảo này không chỉ có những tranh chấp mà còn có rất nhiều điều cực kỳ thú vị, thậm chí khá là khó tin. Về vị trí địa lý, quần đảo Falkland nằm ở vùng biển phía nam Đại Tây Dương. Quần đảo này nằm cách 500 km về phía đông của bờ biển nam lục địa Nam Mỹ, khá gần với Argentina. Toàn bộ quần đảo bao gồm khoảng 780 đảo, trong đó có hai đảo chính là Đông Falkland và Tây Falkland. Diện tích của toàn bộ quần đảo vào khoảng 12.173 km², tức là chỉ kém diện tích một vài tỉnh lớn của Việt Nam như là Nghệ An hay Gia Lai. Thủ phủ của quần đảo là Stanley, nằm trên đảo Đông Falkland. Nói về khí hậu thì quần đảo này có khí hậu đặc trưng của vùng biển lạnh. Mùa đông lạnh, gió lớn và có băng tuyết. Mùa hè thì nhiệt độ cao hơn nhưng khí hậu nhìn chung là mát. Nhiệt độ cao cũng chỉ từ 10 đến 15 độ C mà thôi. Giới thiệu sơ qua về quần đảo Falkland như vậy có lẽ là đủ rồi. Chắc các bạn đã có một hình dung nào đó về vùng đất này. Bây giờ sẽ là chi tiết đặc biệt nhất. Người ta gọi quần đảo Falkland là vùng đất của các loài động vật, chứ không phải của người. Loài vật chiếm ưu thế nhất ở đây là cừu. Đúng như vậy, ở đây có rất rất nhiều cừu. Hình ảnh đầu tiên khi nói về Falkland là những con cừu. Ở đây có khoảng hơn nửa triệu con cừu được nuôi lấy thịt hoặc lấy lông. Con số nửa triệu so với nhiều nước khác thì vẫn còn khá khiêm tốn. Chắc chắn Falkland không nằm trong nhóm đầu. Nhưng khi so với số dân của quần đảo này thì các bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ. Dân số của cả quần đảo chỉ vào khoảng hơn 3.400 người vào năm 2020. Tức là nếu chia bình quân thì mỗi người sẽ chăn khoảng 150 con cừu. Để dễ hình dung hơn nữa thì chúng ta có thể so sánh thế này. Ví dụ như Trung Quốc, quốc gia có nhiều cừu nhất thế giới, khoảng 187 triệu con. Vì họ là quốc gia đông dân nhất mà. Nhưng khi chia ra bình quân thì cứ phải 12 người tại Trung Quốc mới nuôi một con cừu. Ở một đất nước có tỷ lệ nuôi cừu cao như là New Zealand, cũng chỉ có bình quân 6 con cừu trên một người mà thôi. Nhưng tại Falkland, như đã đề cập ở trên, có tới 150 con cừu trên bình quân một người dân. Mà không phải tất cả người dân tại Falkland đều nuôi cừu. Thế nên nếu chỉ tính bình quân số cừu trên số nông dân thì con số còn lớn hơn nữa. Người nông dân tại Falkland rất thành thạo kỹ thuật xén lông cừu. Họ là nhóm những thợ xén lông cừu thành thạo và nhanh nhất trên thế giới. Thế mới có thể nuôi nhiều cừu như vậy. Các thợ xén của Falkland đã thường xuyên tham dự những giải vô địch thế giới xén lông cừu và giành nhiều giải cao. Nuôi cừu và xuất khẩu len cừu đã trở thành thương hiệu của quần đảo Falkland qua nhiều năm. Người ta đã nuôi cừu tại Falkland hơn 150 năm nay. Số lượng cừu qua thời gian càng ngày càng tăng và hiện giờ đạt mức ổn định là khoảng 500.000 con. Trước năm 1979, chỉ có khoảng 36 nông trại nuôi cừu trên khắp Falkland. Nhưng sau đó, chính sách mở rộng đã giúp số lượng nông trại tăng lên. Hiện nay có khoảng gần 100 nông trại trên khắp Falkland. Phần nhiều trong số đó là nông trại gia đình. Nhưng mỗi nông trại rộng tới 10.000 hectare và mỗi nông trại nuôi tới 6 đến 7.000 con cừu. Một gia đình mà có tận 10.000 hectare đất nông trại thì quả thực là quá sức tưởng tượng. Tổng diện tích nông trại của Falkland giờ đã lên tới 1,1 triệu hectare.
Mỗi năm, quần đảo Falkland xuất khẩu hàng nghìn tấn len từ lông cừu. Thịt cừu cũng được xuất sang Anh và các nước khác trên thế giới. Như năm 2019, xuất khẩu len cừu và thịt cừu đứng thứ 3 trong danh sách các mặt hàng xuất khẩu của Falkland, chỉ đứng sau các sản phẩm đánh bắt từ biển. Dù chỉ là một vùng đất rất nhỏ, nhưng mặt hàng len cừu của Falkland đứng thứ 22 trên thế giới. Còn số lượng thịt cừu xuất khẩu cũng đứng trong top 50. Số tiền mỗi năm mà nước này thu về từ xuất khẩu cừu và lông cừu lên tới khoảng 18 triệu đô la Mỹ. Thị trường chính của Falkland là châu Âu với những quốc gia như Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan hay Đức. Sản phẩm từ cừu của Falkland được ưa chuộng như thế là bởi nó rất đảm bảo, rất sạch. Hầu như những sản phẩm từ cừu của Falkland đều được gắn với thương hiệu organic, tức là sản phẩm hữu cơ. Những con cừu của Falkland được nuôi hoàn toàn từ tự nhiên. Tất cả là nhờ những cánh đồng cỏ mênh mông trồng loại cỏ có tên là Tussock, một loại cỏ mọc cao tới hơn 2 mét, chịu được khí hậu lạnh ở Falkland và có thể mọc quanh năm để cung cấp nguồn thức ăn cho cừu. Loại cỏ này còn là nơi mà nhiều loài chim tìm đến trú ngụ và làm tổ, khiến cho khung cảnh tự nhiên của Falkland luôn rất giàu sức sống. Cũng nhờ sống tách biệt với phần còn lại của thế giới nên Falkland gần như không bao giờ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên động vật. Cừu tại đây vì thế được nuôi hoàn toàn tự nhiên, không phải can thiệp bằng bất cứ sản phẩm hóa học nào. Những người dân tại Falkland luôn ý thức để bảo toàn giá trị tự nhiên của mình. Họ đang nuôi khá nhiều bò và các loại gia súc khác. Nhưng hồi đầu tiên khi đưa những loài vật này lên đảo, họ đã tiến hành cách ly chúng vài tháng, đồng thời kiểm tra rất kỹ để đảm bảo sẽ không có bệnh tật nào ảnh hưởng đến các loài vật đang sống trên đảo. Một trong những hình ảnh cũng được coi là đặc trưng tại Falkland mà hiếm nơi nào khác trên thế giới có được. Đó là những con chim cánh cụt sống cùng các đàn cừu và các đàn gia súc khác. Tưởng là chim cánh cụt chỉ có ở vùng cực, nhưng không, có hàng trăm nghìn con hàng ngày vẫn đi dạo trên những bãi biển đầy cát trắng tại Falkland. Những con chim cánh cụt này sống nhờ vào những đám cỏ Tussock như đã nói ở trên, loại cỏ phổ biến nhất tại Falkland và là môi trường tự nhiên cho tất cả các loài động vật của Falkland. Sẽ không bất ngờ khi bạn nhìn thấy những con cừu lang thang vào giữa địa hạt của một đàn chim cánh cụt, hay những loài gia súc khác cũng vậy. Những loài vật này chia sẻ lãnh thổ với nhau một cách hoàn toàn tự nhiên mà không có bất cứ vấn đề gì. Những con chim cánh cụt tại Falkland đúng như những vị khách du lịch vậy, thong dong dạo chơi trên bờ biển. Đến giờ kiếm thức ăn thì lao xuống biển tìm cá và sau đó lại lên bờ dạo mát. Đôi khi lao lên các vùng đất cao để ngắm cảnh. Phải nói là điều kiện tự nhiên tại Falkland rất lý tưởng cho loài chim này, cùng hàng trăm loài động vật khác sinh sống. Còn có cả loài chim hải âu lông nâu đen rất đông đảo ở đây. Chúng làm tổ nườm nượp trên đảo, cứ như thể một khu dân cư đông đúc vậy. Nhưng tất nhiên, loài chiếm ưu thế nhất ở đây vẫn chính là cừu, gia súc mang truyền thống và thương hiệu của vùng Falkland. Về cuộc sống của người dân trên quần đảo thì cũng có rất nhiều điều đặc biệt. Dân số chỉ khoảng hơn 3.000 người thôi, giống như một làng quê ở Việt Nam nên cái gì cũng khiêm tốn. Dù thực tế, diện tích lãnh thổ so với số dân rất lớn. Ở đây, cả tuần chỉ có một tờ báo được phát hành. Tờ báo cũng có một cái tên đặc biệt là báo chim cánh cụt, gắn luôn với hình ảnh của hòn đảo. Mà nhiều thứ cũng chỉ có một ở hòn đảo này mà thôi, như là một ngân hàng chẳng hạn. Còn những thứ không có thì rất nhiều, như là không có McDonald's, không có Starbucks, không ATM, vân vân. Thế mà có tới tận 13 gian nhà tù ở Falkland, nên chớ có đùa. Hơn nữa, dù tách biệt và sống một mình là chủ yếu, nhưng dân trên đảo cũng có đồng tiền riêng không liên quan đến Vương quốc Anh. Họ chỉ nói tiếng Anh mà thôi. Cuộc sống ở đây để nói về giàu có tiện nghi thì không đâu, nhưng sạch sẽ và khỏe mạnh thì chắc chắn là nhất, vì không khí ở đây vô cùng trong lành. Mỗi năm, nơi đây cũng chỉ đón vài ngàn khách du lịch thôi nên không quá ồn ào. Vùng đất này hoàn toàn là dành cho tự nhiên, người dân sống an yên và có tuổi thọ rất cao, trung bình hơn 80 tuổi. Nhìn chung, để nói về quần đảo Falkland thì rất thú vị. Vừa là chuyện tranh chấp giữa Anh và Argentina, vừa là chuyện tự nhiên ưu ái nơi đây ra sao, rồi thì thế giới của cừu, của chim cánh cụt và hải âu. Rất nhiều điều mà Falkland khiến những nơi khác phải ghen tị vì được thiên nhiên ưu ái. Hy vọng sau khi xem xong clip này, các bạn sẽ biết thêm về một nơi đặc biệt của thế giới, một mảnh đất xa xôi nhưng rất xinh đẹp và thú vị. Nếu cảm thấy thích thú với nội dung này, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.